Hello, xin chào cả nhà buổi sáng. Nói chung là chắc chứa trong lòng từ hôm nay rồi nên là bữa nay mới bộc lộ. Chứ nó không phải gì, nhiều người hỏi thăm quá, mọi người ai cũng muốn biết được cái tình hình mà bệnh dịch ở Nhật Bản đang như thế nào, ra sao, tình hình công việc kinh tế này kia có ổn hay không. Thì anh muốn chia sẻ những gì mà trong cái phạm vi mà anh biết thôi. Thì hiện tại thì anh sống ở Osaka nhưng mà cũng cập nhật được một số tình hình ở các thành phố khác, các tỉnh khác qua báo đài, thì anh cũng chia sẻ tóm lại hết những gì cái tình hình đang diễn ra ở tại Nhật Bản. Thì về tình hình mà dịch bệnh thì ở Nhật Bản là đã gần Osaka là khoảng từ cái hôm mà hủy bỏ cái lệnh khẩn cấp đến nay là khoảng 2 tuần có rồi á, thì không có thêm ca bệnh nhân mới nào, chỉ có ở Tokyo thì có mỗi ngày thì cũng có từ hai mấy đến 30 ca cũng có người bệnh, và ở Kyushu cũng phải cũng có người bệnh và phải đóng đóng cửa ở một cái số quán ăn lớn, nhà hàng trung tâm đó. Rồi thì nói chung là vẫn có khuyến cáo của taxi, là các ủy ban ở phường xã giống Việt Nam á, thì hàng ngày thì họ cũng có đọc lo để cho người dân, khuyến cáo người dân là đi tránh tập trung ở những cái nơi đông người, rồi thường xuyên rửa tay, súc miệng và đeo khẩu trang. Lớp học thì vẫn đang còn giãn cách. Các lớp học, những cái buổi học, giờ học cũng còn rất là ngắn trong ngày, giãn cách ra, không có tập trung cái thời gian cùng một lúc. Ví dụ như trẻ em ở mẫu giáo thì ở cửa rô á, đi học thì sẽ có cái thời gian dành cho những cái lớp, ví dụ như mầm, chòi, lá đi. Đó. Thì mầm thì sẽ đi sớm hơn một chút, rồi đến lớp chòi sẽ đi trễ hơn một chút, và lớp lá sẽ đi trễ hơn một chút nữa. Cái thời gian để đi vào lớp, vào trường nó cũng sẽ giãn cách ra, và lúc đi về thì cũng vậy luôn. Lúc đi về thì lớp này, cái khối này về trước thì đến cái khối kia và đến tiếp theo. Trường mẫu giáo bên này mỗi lớp cũng khoảng chừng mười mấy 20 em. Mà trường thì có khoảng 4 5 lớp trẻ chứ không có đông lắm á cả nhà, chỗ anh không có đông lắm nên là cũng yên tâm cho con mình học. Các bé ngồi trong lớp với nhau thì cũng chơi, xong rồi rửa tay đồ, cũng có đeo khẩu trang. Rồi ra hầu như là chơi, cho mấy bé chơi ngoài, buổi sáng chơi bên ngoài trời nhiều nên là cũng ổn. Đó là anh cập nhật đến cái việc mà vấn đề đi học của mấy bé mẫu giáo ở bên này một tí xíu, rồi đến cái tình hình mà về du học sinh đó các bạn. Thì về du học sinh đó, hiện tại đó, các bạn vẫn đã đi học lại bình thường, học cả ngày để nâng bài vở trong những cái ngày mà đã nghỉ, nhưng không có sử dụng thang máy, phải đi bộ. Ví dụ như cháu ánh thì học ở tầng 7 cũng phải lội bộ lên tới tầng 7 mà học, chứ không có được sử dụng thang máy đâu cả nhà. Đi cũng mệt xốc hơi luôn, cả thầy giáo cô giáo cũng thế. Nhưng mà về cái vấn đề mà quan trọng nhất ở đây á, là vấn đề mà công ăn việc làm của mấy em á, là hiện tại không có công việc. Công việc rất là khó khăn. Mấy em đi xin nhưng mà hầu hết nhiều nơi cũng không có tuyển, hoặc có tuyển thì cũng lựa chọn rất là kỹ, và kiểu như là người ta được sự được quyền lựa chọn nhiều á, nên là đến cái lượt của mình xin vào cũng khó. Cháu ánh thì học đang học cái chương trình N3 thì tiếng Nhật giao tiếp thì nói chung là cũng có thể giao tiếp ok rồi, nhưng mà cũng phỏng vấn đồ này kia nhưng mà không thể xin được việc làm.
Thì mỗi bạn mà du học sinh á, là các bạn sử dụng cái số tiền một tháng khoảng là 10 triệu hơn ở Việt Nam mình, cho là 5 măng ở bên Nhật thì nó hơn 10 triệu đó. Các bạn sẽ chi trả vào tiền phòng. Tiền phòng này là một phòng là 2, 3, 4 bạn chụm nhau lại ở nha, chứ không phải là một mình đâu. Nếu mà một mình hả là tiền nhà cả tháng hơn chục triệu thì mấy bạn đâu có chịu nổi, nên là các bạn phải ở chung với nhau, xong rồi share cái tiền đó ra cả nhà đó. Thì share tiền nhà ra rồi đến tiền ăn đó, tiền nhà và tiền ăn thôi là mỗi tháng là mấy bạn phải rớt hết cả chục triệu rồi. Mà hiện tại thì rồi còn tiền đi lại, tiền xài mạng và điện thoại nữa, đâu thể nào mà mấy bạn không sử dụng những cái đó đâu. Rồi làm sao bây giờ không có việc thì gia đình phải chu cấp, nên là anh cũng mong rằng cái tình hình kinh tế nó ổn định lại tí xíu. Thì hiện tại nhất khổ nhất bây giờ là du học sinh nha các bạn. Mà nếu như không có cái số tiền mà của ba mẹ mà trợ cấp sang hàng tháng á, mấy bạn sẽ buộc phải về nước. Vì làm sao có tiền ở bên này để mà ăn mà sinh sống mưu sinh. Nên là anh cũng mong phụ huynh ở Việt Nam á, hiểu và thông cảm cho các con mình ở bên này. Đừng có suy nghĩ rằng nó bên này nó sẽ đi làm được nhiều. Tình hình là không có việc để đi làm, nên là ngay từ lúc đầu mà trước khi mà đi Nhật đi du học á, là đã xác định cái mục đích là đi du học, ba mẹ đã phải chuẩn bị một số tiền dự trữ để gặp trường hợp mà con không làm việc được hay là học nhiều quá không thể làm được, thì lúc đó cái số tiền đó sẽ phải gửi sang cho con mình học, chứ không phải mục đích đi du học là để kiếm tiền. Nhiều bạn trẻ và nhiều phụ huynh vì cái mục đích kiếm tiền đưa con mình sang đi du học, mục đích là để cày và kiếm tiền để gửi về nhà bằng mọi cách để sang. Và đến cái thời điểm này khó khăn, một số bạn lại bỏ trốn. Nhưng mà bỏ trốn, hiện tại bây giờ bỏ trốn cũng rất khó nha mấy bạn. Khi mà bỏ trốn mà công việc không có thì trốn chui trốn nhủi lại càng khổ hơn. Và lỡ mà có một cái vấn đề gì xảy ra, ví dụ như bệnh tật, nhiễm bệnh hay là tai nạn, sẽ không được bảo hiểm. Lúc đó cái con đường về nhà nó lại càng xa và xa hơn. Thì nên là suy nghĩ cho chắc chắn, ví dụ như lỡ như không có tiền để trang trải tiếp thì chúng ta sẽ xin dừng việc học để quay về Việt Nam chờ tình hình ổn định. Cơ hội mình đi Nhật lại lần nữa sẽ có. Chứ mấy bạn mà bỏ trốn hay là này kia như vậy á sẽ bất lợi cho mấy bạn. Thì đó là vấn đề về du học. Còn về tu nghiệp sinh á, một số công ty mà không có việc á, công ty mà tốt, cái công ty đó những năm trước họ làm ăn được lợi nhuận cao thì không vấn đề, họ có thể là trì trụ được. Họ có thể là cho mấy bạn nghỉ ăn lương 60% hoặc là đến công ty ngồi đó cũng được hưởng lương. Nhưng mà không biết tình hình như vậy sẽ được kéo dài. Thì với những cái công ty mà nó tốt như vậy thì mấy bạn chỉ cần đến và ngồi ở đó là cũng có lương ha, hoặc là nghỉ ở nhà có lương 60%. Nhưng cái việc mà kéo dài cái thời gian để duy trì nuôi giống như vậy á, nó có được dài hay không, bền hay không thì chưa có biết. Còn lại một số công ty cho mấy bạn nghỉ không lương đó. Có làm thì có ăn, không có làm thì không có ăn. Rồi một số bạn kỹ sư sắp hết hạn visa, công ty không ký hợp đồng. Gần hết hạn visa, công ty không ký hợp đồng tiếp. Vì công ty không có việc nên là bắt buộc mấy bạn phải chạy tìm những công việc. Nhưng thời điểm này để tìm được một công việc cực kỳ khó. Tại vì công ty nào cũng
giảm năng suất hết trơn rồi. Không có những cái đơn đặt hàng mới, hầu như là các công ty gia công á mấy bạn. Ảnh hưởng rất lớn. Thì không có việc làm thì mấy bạn cũng phải về nước. Vừa cái chuyến bay vừa rồi là có 130 bạn kỹ sư bên IT đã phải về nước. Thì anh không nắm rõ vì sao các bạn ấy phải về nước thì anh không biết, nhưng mà nói chung là cũng khó khăn rồi. Rồi có một bạn du học sinh từ Kyushu á, là ở miền Nam mà phải chạy lên tận ở trên miền Bắc Tokyo, Nhật Bản á, ở miền Tây á, miền Tây Kyushu, chạy lên trên miền Bắc thì mấy bạn tưởng tượng là đi phải rất là xa luôn á mấy bạn, để về rất là cực khổ. Rồi tình hình những cái bạn mà đang bụng mang dạ chữa, mang bầu và sắp sinh cũng phải về Việt Nam. Tại vì mấy bạn biết sao không, thường nếu như không có dịch bệnh á thì sẽ rước ông bà mấy bạn, rước họ hàng sang để chăm sóc khi mà mình ở cử, mình sinh trong tháng này kia. Đó, có người phụ giúp, tại vì bên này chồng đi làm rồi mà vợ thì một mình, nên là cần phải có một người chăm. Những ai mà có kinh nghiệm rồi thì cũng còn đỡ, nhưng mà những bạn mà mới mẻ quá nên là cũng mấy bạn cũng có sự lo lắng, nên là phải đăng ký vé mà về nước hết để sinh đẻ ở bên Việt Nam, sau đó rồi mới tính tiếp. Thì hiện tại những cái chuyến bay đó rất là ít, mà muốn về là phải đăng ký để được đại sứ quán. Rồi mấy bạn mà muốn về là cần phải có một lý do chính đáng, chứ không phải là khơ khơ ai cũng có thể có quyền được phép mua vé là đi về. Còn từ Việt Nam mà để sang Nhật hiện tại bây giờ là chưa nha mấy bạn. Nói tiếng là đã được chọn nằm trong 4 nước được đến Nhật Bản sớm nhất, trong đó là có Việt Nam mình, có thể bắt đầu từ tháng 7. Tại vì Nhật Bản nói là mùa hè chứ cũng chưa gọi là chính xác là tháng 7. Mùa hè Nhật Bản thì là tháng 8 theo một cái trang báo mà anh đã đọc được. Thì bác ấy cũng có chia sẻ dành cho những cái visa đặc biệt, ví dụ như visa kinh doanh, visa kỹ sư, tu nghiệp sinh, những cái visa mà buộc phải sang Nhật Bản này để làm việc á mấy bạn, thì những visa đó có thể sang Nhật Bản sớm hơn những cái visa du học sinh và cuối cùng là visa gia đình. Còn du lịch thì mình miễn bạn tới luôn đi ha, miễn bạn luôn, visa du lịch là thôi, ngày tháng năm nào anh chưa biết được. Nhưng mà trước khi mà mấy bạn muốn sang được Nhật Bản này á, là mấy bạn phải đi làm giấy xét nghiệm COVID-19 đó, và chụp X quang phổi. Nhưng mà bây giờ để mà đi làm được những cái giấy xét nghiệm đó thì cũng là một vấn đề của các bạn ở Việt Nam. Khi mà có giấy xét nghiệm đó, không phải là dùng cái giấy xét nghiệm đó mà mấy bạn có thể mua máy bay, vé máy bay đâu. Mấy bạn phải trình lên trên đại sứ quán và phải được duyệt visa của mấy bạn là visa gì, giấy tờ đã ok hay chưa, rồi mới bắt đầu sắp xếp chuyến bay rồi đặt vé. Nên là cái thời gian mà để hoàn tất những cái hủ tục đó để mà được bay thì nó cũng khá là rắc rối. Rồi anh lại thấy cái tờ báo của cái bác đó chia sẻ, bác cũng có nói rằng là nếu như cái giấy xét nghiệm đó nằm trong cái khoảng thời gian là 2 tuần còn hiệu lực, 2 tuần thôi nha mấy bạn. Nếu như vượt quá 2 tuần khi sang đến sân bay Nhật Bản, các bạn lại sẽ phải xét nghiệm, chờ đợi xét nghiệm tại sân bay một lần nữa và cách ly tại sân bay. Nên là nói chung là tình hình vẫn còn rất là khó khăn, chứ chưa có một cái gì gọi là
Tình hình nó cũng khó khăn chứ chưa có gọi gì là thoải mái hết cho những bạn mà đang ngóng chờ ở Việt Nam để sang Nhật Bản cả. Thì hiện tại mấy bạn đừng có book vé, nhất là những bạn đang ở Nhật ha. Mấy bạn mà book vé xong rồi bị hủy vé, xong rồi lại tốn tiền chuyển đổi vé đồ này kia đó, thì rất là khổ, rồi phải mất thời gian đồ này nọ. Thì anh khuyên mấy bạn là khi nào hẳn có chuyến bay bình thường trở lại thì mấy bạn hãy mua vé. Chứ anh thấy mấy bạn cứ mua mua xong rồi chuyến bay bị hủy, đã không có tiền mà còn mắc cái eo nữa, tiền ăn còn có lấy tiền ăn nó đút vô trong cái vé hết gần cả chục măng là 20 triệu rồi đó. Trời ơi nó khổ, nó khổ trăm bề. Ví dụ như cháu ánh đi, giờ cả tiền ăn nó còn không có để nó ăn nữa mà, nói là huống chi là nói là tiền để đi ra sân bay mà đi về nước, đi muốn đi sân bay về nước á hả, là đâu phải mấy bạn nào cũng được ở gần Tokyo rồi được về cái là chạy xe buýt, đi xe buýt ra hay là đi tàu điện gì đó ra phí cũng rẻ. Còn ở xa múc chỉ cà ha hả, tiền mà xe mà đi lại mấy bạn biết không, 4-5 triệu, 5-6 triệu, cả chục triệu là chuyện bình thường. Nên là khổ lắm mấy bạn ơi. Bên này giờ hả, những cái bạn như vậy có sung sướng gì đâu. Như mình còn ngồi vuốt râu nói dóc á. Chồng mình thì công việc nói chung là không có đến nỗi nào, nhưng mà để mà công việc mà làm thêm tăng ca thì cũng không có. Nên là tháng nào xài tháng đó. Thì giờ chỉ có kiểu là ngồi chào hỏi ở nhà vậy nè, đưa đón con đi học, làm gì có việc mà làm. Định đâu tưởng con đi học được rồi thì chạy đi kiếm việc làm thôi, giờ coi như là mơ luôn á. Rồi năm nay cũng không có suy nghĩ là dự định gì đó để về Việt Nam, tan tành hết kế hoạch rồi. Anh chúc cho các bạn, cho các em du học, các em tu nghiệp, rồi các bạn, các anh, các chị ở bên Nhật này thì giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Rồi công việc thì mau sớm được kinh tế phục hồi thì ổn định lại hơn. Bây giờ thì cố gắng những cái năm trước làm thì bây giờ cũng có dư một chút ít để mà trang trải cho cuộc sống sắp tới đây còn nhiều khó khăn. Rồi những bậc phụ huynh cha mẹ ở Việt Nam có con đi học đi làm thì xin cũng đừng trông mong nhiều quá về việc con cái sẽ gửi được tiền về cho gia đình. Cầu mong cho con cái bên này được mạnh khỏe, mình giỏi, không có những cái chuyện gì xui rủi xảy ra. Đó là một cái điều quý, điều đáng trân trọng nhất. Anh cảm ơn và xin chào cả nhà.